Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay kênh phụ kiện chính hãng 789 tiếp tục giới thiệu đến các bạn một mẫu, đây là mẫu điện thoại Xiaomi, hãng Xiaomi rất là nổi tiếng các bạn nhé, đình đám luôn. Đây là một con Xiaomi Redmi Note 11. Đó, trên tay mình đang là một bộ sản phẩm là Redmi Note 11, hàng thì hàng chính hãng của anh Trung Quốc. Đấy, trên tay mình đang là một sản phẩm mà có model là Redmi Note 11 màu xanh, RAM 4GB và bộ nhớ là 64GB các bạn nhé. Đó, con này thì là mình mua trực tiếp của Hoàng Hà Mobile. Đấy, Hoàng Hà Mobile thì cũng khá là nhiều chi nhánh ở Hà Nội và các tỉnh thành. Thì với con máy này với giá là 3.840.000 thì xem bên trong có những cái gì và có đáng mua hay không, thì chúng ta cùng mở hộp để giới thiệu đến các bạn xem mẫu mã và chi tiết của nó các bạn nhé, xem có xứng đáng để bỏ ra 3.840.000 hay không. Thì không dài dòng nữa, hôm nay mình sẽ mở hộp. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ mở hộp ra, có một cái hộp đóng hộp rất là chắc chắn, hộp thì không chê vào đâu được rồi các bạn, Xiaomi luôn luôn có những cái hộp rất là chắc chắn luôn. Tiếp theo, trên tay mình đây đang là một quyển một cái hộp, thì bên trong sẽ có gì, sẽ có khay chọc sim này, khay chọc sim và có những cái này là những quyển sách hướng dẫn các bạn nhé, sách hướng dẫn bằng tiếng Anh. Thì như cái này chúng ta bỏ qua một bên đi. Đây, để trang bị hãng tặng một cái ốp các bạn nhé, một cái ốp silicone trong suốt. Ốp này thì được làm mình thấy khá là tinh xảo luôn. Chiếc ốp này được bao cả về trước luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không? Chiếc ốp bình thường người ta chỉ bọc đến đây thôi. Thì chiếc ốp được hãng tặng thì nó sẽ bảo vệ bọc vào tận màn hình các bạn nhé. Đấy, bọc vào tận phần màn hình luôn. Giải loa thì rất là rộng. Đó, đây là chiếc ốp được hãng Xiaomi tặng các bạn nhé. Thì đây, bên trong này thì còn những cái gì? Thì có một chiếc máy đây. Máy này thì mình sẽ để sang một bên để chúng ta sẽ khám phá xem bên trong có những cái gì. Đây, một chiếc máy 3.840.000 thì sẽ có những gì này. Wow, có một củ sạc nhanh các bạn, củ này nhìn biết là sạc nhanh rất là to, cực kỳ là to luôn. Đấy, dã còn dã man con ngan luôn, nhìn thì cực kỳ là hoành tráng các bạn nhé. Để trang bị thêm một cọng USB tiếp C. Đây, cọng USB này thì không phải là hai đầu tiếp C được các bạn nhé. Hãng trang bị là một đầu USB và một đầu tiếp C. Với cái sợi dây này thì chúng ta có thể dễ dàng kết nối với điện thoại, với cả củ sạc, các loại củ sạc và máy tính, và có thể kết nối với các cổng kết nối trên ô tô. Đấy, Google Play hoặc là một số chức năng sạc siếc ở trên xe, hay là củ sạc máy tính laptop thì rất là dễ sử dụng. Đấy, thì không vòng vo thì mình sẽ đi đến cái củ sạc này. Củ sạc này thì được hãng trang bị củ sạc to khủng khiếp các bạn, không biết các bạn có nhìn rõ không. Đây, mình sẽ zoom lại gần để các bạn cùng nhìn nhé. Đây, củ sạc của chúng ta đây. Củ sạc này với công suất là, công suất ở trên này mình được nhìn thấy là 33W các bạn nhé. Củ sạc này là sạc với tốc độ max là 3A và 32W. Đấy, củ sạc 33W này thì được hãng công bố là sẽ sạc từ 0 đến 100% chỉ trong vòng có 1 tiếng các bạn nhé. 0 đến 100% trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì đã sẽ đã đầy con máy này rồi. Thì phải nói là tốc độ sạc nó cực kỳ là khủng khiếp rồi. Về phần sạc thì chúng ta không chê vào đâu rồi. Với cái mức sạc như thế này thì các hãng còn theo đuổi dài dài, Xiaomi rất là xịn sò luôn. Đây, đến nhân vật chính của chúng ta ngày nay đây ạ. Với một chiếc máy chỉ có 3.800.000 thôi, rất là rẻ. Đấy, một cái cấu hình 4GB thì RAM 4GB thì sẽ được trang bị chúng ta là trên này mình thấy là có 4 cái ống kính. 4 ống kính thì sẽ có ở đây, hãng ghi là 50MP các bạn, 50GP camera. Ôi xời, quá là dã man, thông số thì cực kỳ khủng khiếp các bạn nhé. Thì đây, có 3 cái mắt cam nhỏ và một đèn flash, và một cái mắt cam chính thì được làm rất là to các bạn, to hơn tất cả. Thì khả năng mình nghĩ đây là cam chính này, còn dưới này là cam góc rộng và cam xóa phông. Đó, một số chức năng thì mình cũng nói sơ qua là như vậy. Với chiếc máy này thì
Về thiết kế thì cũng rất là hoàn thiện các bạn nhé, hoàn thiện rất là chỉn chu luôn. Rồi chúng ta cùng nhìn rõ chi tiết hơn. Với những góc cạnh thì được làm bo, nắp lưng thì làm bằng nhựa thôi, viền thì là viền viền kim loại, viền viền kim loại các bạn nhé. Nắp lưng thì được làm bằng nhựa, nhựa nhám thì không bám vân tay. Phía sau là sẽ có ghi thông tin của hãng và dòng máy là dòng Redmi. Cái này một thời gian chắc nếu mà không dùng ốp thì nó sẽ bạc hết thôi, không tránh được các bạn, vì nhựa mà giá thành nó rẻ như vậy thì chỉ có thế thôi các bạn. Đây, phía trên này thì vẫn được trang bị các cổng như cổng jack tai nghe 3.5 này và các cổng hồng ngoại này. Cái này sẽ có cả mic này, hồng ngoại này và các cổng để chúng ta khi chúng ta sử dụng cho loa này. Trên này được trang bị một dải loa các bạn nhé. Với chiếc máy này thì có sẽ hai hệ thống loa, một loa ở bên dưới này và một loa ở trên này. Thì chỗ phần trước này có cái loa trong thì cũng rất là dài, loa làm thoại thì từ đây đến đây luôn. Mình không biết là bên trong là có làm loa không hay là họ trang trí, nhưng mà khi mình sử dụng mình thấy thì cái loa máy này thì nó sẽ có cả âm thanh cả trên cả dưới y như iPhone các bạn nhé, cũng đáng tiền. Với chiếc máy này thì được trang bị là hai sim hai sóng và có khe cắm thẻ nhớ có mở rộng lên đến có thể nắp thẻ lên đến 1T các bạn nhé, 1TB. Đấy. Cái chiếc máy này thì cũng không có gì là quá đặc biệt, chúng ta cũng chỉ đánh giá sơ bộ thôi. Thì mình sẽ vào thông tin của máy các bạn nhé, xem máy trang bị cho chúng ta sẽ là được những cái gì. Đây, với con máy này thì được trang bị là MUI 13, MIUI MUI 13. Đấy, mình đọc nó không biết có chuẩn không nhưng các bạn thông cảm. Và bộ nhớ 64GB thì hiện đã dùng đến 25,9 rồi các bạn ạ, tương đương với một lửa thôi, 150%. Và con này đang được dùng Android là 11 các bạn nhé, Android 11. Hệ phần mềm thì là 13.0.3. Đó, với cái thông số của con này thì là sạc nhanh này, cấu hình cũng khá là cao và màn hình cái độ phân giải là 4K luôn các bạn nhé, 2440 đấy, 1080 đến 2440. Thì con này cũng tương đối là chất lượng. Thì đây mình sẽ đấy, cái này thì sẽ bị bản quyền cho nên mình sẽ không mở được, nhưng mà mình thấy loa thì rất là hay, thì đấy cực kỳ là hay luôn. Màn hình phân giải khá là tốt các bạn nhé, độ sắc nét cao đấy. Với một chiếc máy thì rất là rẻ thì con này chúng ta cũng đã được trang bị rất là nhiều chức năng như nhận diện khuôn mặt này. Đây mình sẽ vào để cho các bạn xem. Con này đã được trang bị như mật khẩu an toàn nha các bạn nhé. Đây thì có khóa màn hình này, mở khóa bằng vân tay này. Vân tay thì con này sẽ được trang bị vân tay ở trên nút nút nguồn các bạn nhé. Đấy, trang bị vân tay ở trên nút nguồn. Đây ạ. Vân tay ở đây chúng ta sẽ ấn như này, rất là tiện khi sử dụng. Và mở khóa bằng khuôn mặt. Đấy. Nói chung là nó cũng đáp ứng được tất cả cái nhu cầu của người dùng. Với cái sản phẩm như thế này mà với giá chỉ có 3 triệu 8 thì rất là đáng mua các bạn ạ. Theo mình nghĩ thì rất là đáng mua. Để mà nói về mọi thứ thì nói chung là nó cũng khá là hoàn hảo rồi. Với cái con này thì bỏ ra cái tầm tiền này thì nói chung là không có gì để chê cả. Thì mình đã review đến các bạn một cái mẫu máy cực kỳ là đáng mua trong cái tầm giá 4 triệu các bạn nhé. 3 triệu 8 đến 4 triệu thì cực kỳ đáng mua. Với chúng ta mà lựa chọn cái bản là 128GB thì nó sẽ có giá dao động khoảng, như mình vừa tham khảo hãng ở cửa hàng thì họ báo là 4 triệu 200 thì là bản 128GB, nhưng mà mình nghĩ là không cần các bạn ạ. Vì ở nhà mình đã có sẵn một cái thẻ nhớ rồi. Khi mình có một cái thẻ nhớ 64GB mình nắp vào đây với con máy có 64GB nữa là cũng là 128GB các bạn nhé, thì mình sẽ không tốn thêm khoảng 400.000. Đấy. Cái thẻ nhớ thì mình có sẵn, mà có mua thì chỉ khoảng 200 thôi, hơn 200 thôi, thì mình cắm thẻ nhớ vào đây dùng cũng được các bạn ạ, không cần thiết. Về máy mình chủ yếu nghe gọi thôi chứ cũng không có cần quay chụp nhiều, cho nên là không cần đến bộ nhớ nhiều. Nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu sử dụng quay chụp nhiều thì nên chọn cái bản 128GB thì nó sẽ phù hợp hơn. Nói chung là mỗi một người dùng thì sẽ có một cái mục đích sử dụng khác nhau. Đó. Đây thì hôm nay hãng được mình
Trong hộp thì được tặng một kèm cái ốp như này, thì mình lắp thử vào luôn để cho các bạn cùng xem. Thì con này thì rất là nhẹ, cầm nhẹ, vỏ nhựa, khung thì khung kim loại như vỏ nhựa các bạn ạ. Đây, với một chiếc máy như thế này thì cực kỳ là an toàn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy không, bảo vệ này, toàn diện luôn, bốn góc phun cả về trước. Ai già ác ấy, con này á 3,7 triệu, 3,8 triệu mà rơi thoải mái đi. Đây, vừa thoải mái như cục gạch, không hỏng được các bạn nhé. Đấy, cực kỳ là ngon. Ô, chạy mực màn hình, chạy mực màn hình đúng không, chắc không các bạn, giao diện thôi đó, chúng ta giao diện nó như vậy. Về camera mình nhận diện thấy đánh giá là khá là tốt. Đây, mình sẽ zoom lên xem các bạn nhé. Zoom con này zoom đến uể, zoom khá là cao luôn, 6,7, 8,5x, 10x, ui giời, zoom 10x luôn các bạn nhé, HDR luôn, HDR luôn, ui giời. Tầm giá có 3,8 triệu mà quá là nhiều chức năng luôn. Đấy, led khá là led, chụp ảnh, quay phim, quay phim thì mình thấy hình ảnh nó mang đến cái chất lượng hình ảnh khá là trung thực các bạn nhé. Đấy, nét các bạn nhìn thấy không, rất là nét. Với con này thì camera 50MP, màn hình 2K, phân giải 2K, và camera phía trước thì là được trang bị nốt ruồi ở trong màn hình, và màn hình nó là tràn màn hình luôn các bạn nhé. Con này thì khi chúng ta sử dụng kính cường lực thì sẽ nên sử dụng cái kính trong suốt, không nên sử dụng cái kính full màn viền đen các bạn ạ. Khi dán cái kính viền đen vào thì nó sẽ hay bị cấn cái mép đen vào màn hình như này, thì nó sẽ bị giảm cái tầm nhìn của mình trên cái màn hình. Cho nên là mình sẽ ưu tiên là chọn cái kính cường lực trong các bạn nhé. Đó, thì khe cắm sim ở đây, sim ở thẻ nhớ. Bên này là vân tay và âm lượng. Trên này là các cổng hồng ngoại và cắm tai nghe. Nhưng mà bây giờ đa số là dùng tai Bluetooth các bạn nhé. Thì bên mình có hiện đang bán tất cả các loại ốp này, bao da, kính cường lực, tai nghe Bluetooth, pin, cáp sạc. Đó, nói chung là về phần phụ kiện điện thoại thì ốp hay là kính cường lực thì bên mình không thiếu một mã gì cả. Thì các bạn quan tâm đến bất cứ một dòng máy nào, các bạn hãy cứ kích vào link đơn hàng Shopee của mình để dưới phần mô tả của video, sẽ có link đặt hàng. Các bạn vào đó thì sẽ có các bạn bên mình chat và trả lời tin nhắn, hướng dẫn các bạn đặt hàng và đặt hàng trên Shopee. Với cái con máy này thì bên mình hiện đang có ốp lưng và kính cường lực các bạn nhé. Chuẩn bị sắp tới là có cả dán camera, vì con này cũng bán khá là chạy trong tầm giá. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm theo dõi kênh, bấm chuông để nhận những video mới tiếp theo của bên mình. Bên mình sẽ thường xuyên ra những video mới hơn. Hiện tại bên mình có tất cả các loại ốp kính cường lực bao da cho tất cả các đời máy các bạn nhé, máy nào cũng có. Nếu mà dán BBF thì mình có full 100% các đời máy, kể cả từ cổ chí kim. Các bạn cứ đặt hàng hoặc là liên hệ thì có hết các bạn nhé. Đó, hàng này hàng chính hãng luôn. Đó, thì hôm nay mình có giới thiệu các bạn một số thông số cơ bản vậy thôi. Mình cũng không chuyên sâu được về phần mềm của máy, cho nên là mình giới thiệu như vậy. Thì bên mình hiện đang bán rất là nhiều các phụ kiện cho cả điện thoại, iPhone, iPad, máy tính bảng, Samsung, Oppo, đủ cả các bạn nhé, Vivo. Đó, tai nghe, tai ngủ, các thứ đầy đủ hết, thẻ nhớ cũng có luôn. Thì các bạn đặt hàng thì cứ đặt trên Shopee các bạn nhé. Bên mình sẽ luôn luôn ship hàng đến tận nơi. Shopee thì có nhiều chính sách cho người dùng rất là tốt, đồ trả các kiểu. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.